Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 28 tháng 5 âm lịch. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá một số loại trái cây cho quý bà con tham khảo. Giá được cập nhật từ các anh em thương lái mua tại vườn ở Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Tính đến sáng nay mùng 7 tháng 7, cả ba chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh là Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức đã chính thức ngừng hoạt động vì xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19. Hơn phân nửa chợ truyền thống cũng đã bị phong tỏa, khiến việc lưu thông, cung ứng hàng hóa cho thành phố gặp không ít khó khăn. Giá trái cây tiếp tục giữ giá ở mức thấp cụ thể như sau: măng cụt từ 45.000 đến 55.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh loại và 1 từ 19.000 đến 21.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh loại và 2 từ 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg, bưởi năm roi loại 1 giá 23.000 đồng mỗi kg, bưởi năm roi loại 2 giá 15.000 đồng mỗi kg, bưởi năm roi loại 3 có giá 8.000 đồng mỗi kg, chanh có giá từ 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg, cam sành loại 1 có giá từ 12.000 đến 14.000 đồng mỗi kg, cam sành loại 2 từ 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg, cam sành loại 3 từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg, cam sành mua xô từ 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg, quýt 23.000 đến 25.000 đồng mỗi kg, ổi 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg, đu đủ 4.000 đồng mỗi kg, mãng cầu ta 15.000 đồng mỗi kg, chuối già 6.500 đến 6.800 đồng mỗi kg. Giá dừa khô tuần này có mức giá 6.000 đồng mỗi trái, giá dừa xiêm tươi 3.000 đến 4.000 đồng mỗi trái, giá nhãn nghệ do nhãn đẹp lựa từ 15.000 đến 17.000 đồng mỗi kg, giá nhãn nghệ do nhãn mua xô từ 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg, giá nhãn xuồng cơm vàng từ 35.000 đồng mỗi kg, nhãn da bò từ 7.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, chôm chôm đường từ 13.000 đến 15.000 đồng mỗi kg, chôm chôm java từ 7.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, chôm chôm thái từ 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 500 đến 1.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây, hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, may mắn, xin chào và hẹn gặp lại.